Dạ, chào anh Hiệp. Dạ, em xin kính chào các cô chú anh chị đang xem kênh đang là TK Bonsai. Dạ, hôm nay em có rất nhiều chủng loại cây kiểm bonsai thành phẩm rất mong được giao lưu cùng với các cô chú anh chị. Dạ, số điện thoại em là 0948905020. Em ở khu vực 5 phường Trung Liêm, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Dạ, em tên Đông ạ. Dạ, đầu tiên cây số 1 là một cây tùng Đài Loan. Cây này thì mini thôi các cô chú anh chị, thì có vô có chậu thì một người bê nhẹ nhàng. Cây tùng Đài Loan. Được cái thì cây này cũng thần chậu, cây già dặn lắm rồi. Tai chi đồ bọng thì em cũng đã chỉnh sửa nó thành một cây bonsai rồi. Dạ, em xin đo kích thước ạ. Chiều cao tới mặt chậu là 66. Tán em đo vậy được là nó 59. Tán giờ nó 42. Hoành thân cây này bé thôi nhưng mà nó già lắm, mà cây này nằm chậu. Hoành thân em đo ngay đây là 10, được cái thì cây này già bộ đế đẹp. Một cây tùng Đài Loan. Cây này đang cho lọc non rất đẹp, đặc hẩm kìa, đặc hẩm nó xanh biếc lắm. Mấy hôm nay thì nó cũng lá nó hơi già chút xíu à. Cây tùng Đài Loan số 1 em xin giao lưu với giá là 1.200.000. Những chậu xi măng này em bó bầu cho đi nha các cô chú anh chị. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây linh sam siêu hoa. Cây này lùng tàn tán rất bệnh, ấm mịn rồi. Đường thân co lắc. Cây bộ đế đẹp. Cây này các cô chú anh chị giờ có thể vô ép vô cái chậu cỡ 25 là vừa rồi, là các chú anh chị bê một tay nhẹ nhàng. Em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 35. Phun tàn 55. Tán ngang 39. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 18. Được cái thì cây già, cổ đế đẹp. Cây này chắc cây đời đầu. Đường thân co lắc đẹp. Xương đùi em cho các cô chú anh chị tham khảo ạ. Xương đùi bẻ co lắc. Những cây bên em thì nó cũng khá khá cây, những chuẩn cây không à. Cây linh sam siêu hoa mã số 2. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị là giá là 900.000. Cái chậu xi măng này em rút chậu, các cô chú anh chị về mua cái chậu khác thay vui giùm em nhé. Tiếp theo mã số 3 là một cây linh sam song hình. Cây dáng huyền, cây dáng bay bay. Cây này đường thân nó cũng co lắc 2-3 chiều. Cốt cành to, chi tàn thì ấm mịn. Hoành đế thì cũng khá, cây này già lắm mình ơi. Cây linh sam song hình mã số 3. Cây giang bay. Chiều cao tới mặt chậu là 32. Tổng khu tàn em đo về là nó 67. Tán ngang 48. Hoành thân em đo ngay vị trí này là nó 20. Được cái thì cây cũng khá là đẹp, đường thân co lắc 2-3 chiều luôn. Cây linh sam song hình mã số 3. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị giá là 1.200.000. Những chậu xi măng này em bó bầu cho đi nha các cô chú anh chị. Nhiều khi giao tới các cô chú anh chị mấy anh xếp bên liền thì dở cái chậu thì cũng các cô chú anh chị cũng không có sử dụng được. 1.200.000. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây linh sam song hình. Nhưng mà cây này thì cây dáng bạc phong. Cây này em nuôi chắc cũng cỡ 3 năm nay rồi. Xương tay nó rất là ấm mịn. Bộ đế cây này đẹp, bộ đế cây này quái mà đẹp luôn. Dạ, em xin đo kích thước ạ. Cây linh sam song hình mặt số 4. Chiều cao tới mặt chậu là 42. Tổng khuôn tàn em đo gì là nó 44. Tán ngang em hảo hảo gì là nó là 26. Hoành thân ngay đây là 18. Cây chi này lúc đó em làm lỗ luôn. Các cô chú anh chị nào có giao lưu thì về quét thuốc lũa giùm em. Nhưng mà bộ đế đẹp, bộ đế cây này đẹp. Bộ đế nụ nụ đẹp lắm. Cây linh sam song hình mã số 4, dáng bạc phong. Em xin giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Tiếp theo mã số 5 là một cây linh sam 86 gin, cây này kia gin. Cây này em làm dáng đổ ngắn là các cô chú anh chị nào có khuôn viên nhỏ nhỏ thì vô cái chậu nhỏ thôi. Mình ép chậu chơi được rồi. Cây 86, cây linh sam 86.
Dạ em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 15. Tổng khu tàng em đo vậy đi là nó 44. Tán ngang 32. Vành thân em đo ngay đây. Vành thân em đo ngay đây là 14. Đây là có chú anh chị nào về vô cái chậu ống nhỏ thôi. Thì để bàn công hoặc bàn trà bàn làm việc thì mình cũng có cảnh mình chơi rồi. À, em xin giao lưu với giá là 700 ngàn. Cái chậu này em tháo chậu cho các ông chú anh chị. Tiếp theo mã số 6 là một cây linh sam song hình ghép trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng thì có mặt bông nó hồng hồng nó đẹp lắm. Cây này và cây bộ đế cây này cũng hoành tráng lắm, bộ đế đẹp. Dạ em xin đo kích thước ạ. Cây linh sam song hình ghép trắng phớt hồng mã số 6. Chiều cao 32. Tổng khối tàng em đo gì là nó 61. Tán ngang 32. Vành cây này thì khá to. Em đo ngay vị trí là nó 28. Tổng vành đế thì nó to lắm. Tổng vành đế em hào hào gì. Tổng vành đế nó 82. Cây linh sam song hình ghép trắng phớt hồng mã số 6. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1.200.000. Những chậu này em rút chậu cho các ông chị. Những chậu xi măng là em hoàn toàn rút chậu cho các ông chú anh chị. Tiếp theo mã số 7 là một cây linh sam song hình chân dài. Cây này tông cao, hoành cây này to, chân ống cũng to nữa. Tàn tán thì ấm mịn rồi, tàn cái này to lắm. Tàn cái này phải vô 3 cái thùng mớp mới vừa. 3 cái thùng mớp và giao từ đây tới đây. Em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 64. Tổng khối tàng em đo về là được 82. Tán ngang 52. Hoành em thoa cái hoành ghế đặt dưới này đi. Là nó 48. Cái hoành ở trên thân này em đo như vậy nha. Là nó 37. Cây linh sam song hình chân dài mã số 7. Em xin với giá là báo giao lưu với giá là 2.300.000. Cây này tàn đẹp rồi, 2.300.000. Tiếp theo mã số 8 là một cây linh sam song hình. Cây này thì cây dáng đổ. Một thân đổ, một thân trực thì cũng đẹp, khá đẹp, cái thân trực trên co lắc đẹp lắm. Cây này cây lớn, tàn lớn. Bởi vì tiền xếp nó hơi cao. Các cô chú anh chị thông cảm giùm em. Cây số 8, một cây dáng đổ. Dạ em xin đo kích thước ạ. Cây này hoành lớn, tàn lớn nha các cô chú anh chị. Chiều cao tới mặt đất là 38. Tổng khuôn tàng em đo như vậy luôn ạ. Là nó là 1m06. Tán ngang 65. Hoành thân em đo như vậy. Là nó 29. Hoành 29. Được cái thì cây này đế cũng đẹp, thân cũng đẹp, thân co lắc đẹp lắm. Cây linh sam số 8 mà, cây linh sam đổ số 8. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 2.700.000. Tiếp theo mã số 9. Cũng là một cây linh sam song hình. Cây này thì đổ hơi ngắn thôi, đổ vừa. Cây linh sam song hình dáng đổ mã số 9. Cây này thì thân cũng co lắc, cũng khá là đẹp cây. Em xin đo kích thước ạ. Chiều cao tới mặt đất là 27. Tổng khối tàng em đo về là nó 74. Tán ngang 45. Cây này cũng khá cây vậy các cô chú anh chị vô cái chậu vừa về thôi là chơi được. Hoành thân 20, được cái này cây lô cây này già lắm rồi. Bộ đế đẹp. Cây đổ mã số, cây linh sam đổ mã số 9. À, cái chậu này em rút chậu cho các cô chú anh chị, cái chậu này đi thì nó bể. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1.500.000. Và số điện thoại của em là 0948905020. Em tên Đông. Rất mong được sự giao lưu của các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10 là một cây linh sam song hình ghép trắng phớt hồng. Cái mặt hoa của nó nè, trắng phớt hồng. Cây này em ghép tính ra nuôi tới giờ nó cũng khoảng gần 3 năm nay rồi. Cây này có bộ đế đẹp, đường thân đẹp, cây đổ treo.
Cây linh sam ghép trắng phớt hồng mã số 10, cây đổ. Một cây đổ hoành chậu. Em đo chỉ đo kích thước là chiều cao 31. Tổng khuôn đàn em đo như vậy luôn ạ, là nó 77. Tán ngang 45. Hoành thân em đo cái đây nhưng mà cây này già dữ lắm, già rồi. Hoành thân ở đây là 13. Tổng cái cục đế này thì nó to lắm. Cục đế này là 29. Tổng bộ đế này là nó 51. Cây linh sam gián đổ ghép trắng phớt hồng mã số 10. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1.600.000. Chậu này em không giao các cô chú được anh chị được nha. Tiếp theo mã số 11 là một cây linh sam 86, cây này cây ghiên. Cây này thì 86 thì cũng ít có cây nào hoành nó to cỡ này lắm. Cây linh sam 86. Sau này mới có cây tao to vậy thôi, nhưng mà không ai nuôi cốt đùi được vậy đâu. Linh sam 86 nuôi lâu lắm. Dạ em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 45, 46. Tổng khuôn tàn là nó 79. Tán ngang 48. Hoành thân em đo ngay đây đi. Hoành thân em đo ngay đây là nó 29 hoành. Nguyên củ rễ dưới này thì nó 40. Cây linh sam 86 ghiên. Cây này tàn tán rất đẹp, các cô chú anh chị nào có về vô cái chậu giả tàu hoặc là chậu tàu gì thì chơi được rồi. 86 thì hoành cỡ này nó cũng hơi hiếm. Tàn đẹp. Em xin giao lưu với giá là 3 triệu đồng. Chậu này em rút chậu cho các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11. Mã số 12 là một cây cần thăng ghép cam Mỹ. Đây là trái nè, như trái cam mình á, các cô chú anh chị nào chơi, nếu mà chơi bonsai thích cái dòng hoa trái thì lấy cây này về chơi được. Cây này là nó nằm, trái nó nằm lên đây cũng lâu lắm rồi. Nó không rụng nha các cô chú anh chị. Nó to như trái cam mình vậy. Chiều cao 35. Tổng khuôn tàn nó là 44. Tán ngang 29. Hoành thân em đo ngay đây. Hoành thân em đo ngay đây là 27. Cây cần thăng ghép cam Mỹ mã số 12. Trái nó đây ạ. 2 4 6 8 trái. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng. Tiếp theo mã số 13. Là một cây trà Phúc Kiến. Cây này thì tàn đa 3 thân. Cây trà Phúc Kiến mã số 13. Dạ em xin đo kích thước ạ. Được cái cây này già lắm kìa, tàn đa. Chiều cao 35. Tổng khuôn tàn em đo gì nữa 51. Tán ngang 34. Hoành cả cụm về là nó 24. Cây trà Phúc Kiến mã số 13. Tàn đa đa, đây bông trái nó đây ạ. Bông trái là lúc nào không có trên thân vậy. Em mà xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 800.000. Tiếp theo mã số 14 là một cây gia nhật. Cây này thì các cô chú anh chị có thể là để trong nhà 1 tháng hoặc 2 tháng cũng được. Cây này thì nó có thể trưng trong nhà được, trong phòng làm việc rồi cũng được. Một vài tháng thôi rồi các cô chú anh chị đem ra ngoài nắng 1-2 tháng thôi. Dạ em xin đo kích thước ạ. Cây gia nhật mã số 14. Chiều cao 34. Tổng khuôn tạng gì là 52. Tán ngang 35. Hoành cái này em móc cả cụm gì nha các cô chú anh chị, tại vì nó nhiều thân, nhiều rễ buông chút là 42. Cây gia nhật mã số 14. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 800.000. Chậu xi măng này em rút chậu các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 15 là một cây me mini. Cây này các cô chú anh chị nhờ về có thể ép cho cái chậu 20 thôi. Lọt lòng 20 thì mình chơi cây bonsai được rồi. Được cái cây này hoành nhỏ nhưng mà độ già già lắm rồi. Mã số 15. Một cây me. Em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 29. Tổng khuôn tàn nó 44. Tán ngang 28. Hoành thân cây này chắc 12, 11. Hoành thân 11. Nhưng mà được cái thân nó đẹp, thân nó co đẹp, tán cũng đẹp. Cây me mini mã số 15. Em xin giao lưu với giá là 600.000.
Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 là em có một cây sộp đọt đỏ. Đặc biệt cây này thì cái lá nó nhỏ nha các chú anh chị, lá nó bé tí à, nhưng mà đọt nó rất là đỏ. Em phối vô như là một cái tiểu cảnh. Một cây sộp đọt đỏ mã số 16. Tổng chiều cao em đo gì là nó 39. Tổng khuôn tàn 65. Tán ngang 28. Quanh em móc ra 2-3 vị trí các cô chú hình dung tham khảo giùm em ạ. Quanh ngay đây là nó 69. Tốt cái quanh đế dưới đây ạ. Tốt cái quanh đế dưới đây là nó 116. Cây này hồi xưa là em làm lỗ cho các cô chú chị. Nó có lỗ này nè. Nhưng mà nó đã quá đá lâu ngày rồi. Cây sộp đọt đỏ mã số 16. Em xin giao lưu cả bộ về là nó là 1.700.000. 1.700.000. Tiếp theo mã số 17 là một cây kim quýt. Mã số 17 là một cây kim quýt. Cây này tàn tán thì cũng ấm rồi. Cây này thì chỉ các cô chú anh chị nào có giao lưu thì về nuôi một thời gian thôi. Lì nó mang hoa mang trái thì rất là đẹp. Em xin đo kích thước ạ. Chiều cao 33. Tổng khuôn tàn em đo vậy là nó 49. Tán ngang 35. Hoành thân em đo ngay đây. Hoành thân em đo ngay đây là 14. Được cái thì thân đường thân nó co lắc khá là đẹp. Cây này thì em cũng sửa mấy nước dây, 3-4 nước dây rồi. À, em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng. Những chậu xi măng này em rút chậu các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 18. Cũng là một cây kim quýt. Cây này kim quýt ghim nha các cô chú anh chị. Kim quýt thì cũng ít có ai làm được cây gì lắm. Cây này cũng khá là chuẩn cây. Các cô chú anh chị có giao lưu thì về chơi được rồi. Cây này làm giống như là một cây trực lắc vậy đó. Cành 1, cành 2, cành 3, phong đồ đầy đủ. Kim quýt thì ít có ai làm được cây gì lắm. Tại vì không ai nuôi công nghiệp cái cây đó, nó được. Nó lâu lớn lắm. Chiều cao 42. Tổng khuôn tàn đó là nó 62. Tán ngang 39. Hoành thân em đo ngay đây. Hoành thân em đo ngay đây là 17. Được cái là cây này hết kẽm, cây này chỉ nuôi cắt chuyền cắt giật thôi. Xương đùi rất đẹp luôn. Mã số 18. Một cây kim quýt, cây này các ông chú anh chị về nuôi thêm 1-2 tháng cho nó dày tàn lên. Tại vì em gấp lên bán cái này chứ đúng là phải nuôi thêm nữa. Mã số 18. Em xin giao lưu cả chậu là giá là 3.800.000. Cái giá cây này thì nó hơi mắc cái tiền, các cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Được. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là một cái tiểu cảnh. Cây này là cây cầu kiều, em làm theo cái dáng cây của em tự em làm. Đá thì này thì đá tai mèo. Nhìn nó cũng khá là có duyên. Tại vì khả năng của em làm tới đâu được tới đó. Chứ nhiều khi mấy cô chú anh chị những người khác đã làm đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà em nhìn thấy gì cũng được được rồi. Chiều cao tới mặt đất là 30. Tổng khuôn tàn cái cầu này là nó 72. Tán ngang em đo gì là nó 33. Hoành thân em đo ngay đây. Hoành thân em đo ngay đây là cây sam này là nó là 21. Em đo cầu này bắt qua cầu này đi. Là nó được là khoảng 43. Một cây cầu kiều. Đá này đá tai mèo nhưng mà nó hơi nặng, nó hơi đá này cũng hơi mắc tiền. Em mua 10 mấy ngàn ký. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị cây cầu này là với giá là 1.400.000 cả nguyên cái bộ phận này. Tiếp theo mã số 20. Cũng là một cái tiểu cảnh. Clip này em lên 3 tiểu cảnh cho các cô chú anh chị. Cái tiểu cảnh này thì cây này là cây kim quýt Thái. Cây này vài bữa nó hoang mang trái thì cây này là rất đẹp. Cái tiểu cảnh cây kim quýt Thái mã số 20. Đá này cũng là đá tai mèo. Chiều cao 29. Tổng khuôn tàn cái cây này là nó 49. Tán ngang 27. Hoành thân cây này thì nó bằng ngón tay của mình thôi. Nhưng mà được cái kiêu quýt thì nó già, cây này già lắm rồi. Cây này nuôi từ nhỏ, kiêu quýt cũng ít có ai nuôi sửa thân được gì lắm. Đường thân co lắm. Cái tiểu cảnh này cũng khá là có duyên. Mã số 20. Em xin giao lưu với giá là 1.100.000.
Tiếp theo mã số 21 cũng là một cái tiểu cảnh mini. Tiểu cảnh này các chú anh chị có thể bê nhẹ nhàng, cũng vừa bê. Mã số 21 cây em bỏ vô đây thì những cây em cũng lựa cây đẹp không à, chứ không có cây xấu. Cây này là cây sam trái, nhưng mà các chú anh chị nhìn cái dáng cây thì các chú anh chị có thể hình dung ra, chứ em không phải bỏ cây đầm bậy vô. Chiều cao 21, tổng mua tàng nó 44, tán ngang 25. Cái chiều dài cái dĩa này hồi nãy em quên đâu, cái dĩa kia cũng bằng dĩa này, là nó khoảng 45, chiều ngang là 30. Cái tiểu cảnh mã số 21 em xin giao lưu với giá là 1.200.000. Cây này cây sam trái nha các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 22. Mã số 22 là một cây mai chiếu thủy trung nu. Cây trung nu. Cây này cũng bộ đế khá đẹp, tàn tán ấm mịn. Mã số 22. Cây trung nu. Em xin đo kích thước ạ. Một cây mai chiếu thủy trung nu nha các cô chú anh chị. Chiều cao là 56. Tổng khuôn tàng đó là 63. Tán ngang 41. Cây này đế đẹp. Đế to, đế to. Hoành thân em đo ngay đây, vị trí này là nó 29. Cây trung nu mã số 22. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 1.300.000. Chọn xi măng này em rút chọn các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 23. Mã số 23 là cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu. Nhưng mà cây này em làm theo cái dáng là văn nhân. Cây này lâu lắm mà em làm đường thân co lắc thì các chú anh chị nhìn cái đùi thôi biết em nuôi tới cỡ nào rồi. 5 6 năm nay mới được cây như vậy. Cây trung nu dáng văn nhân trong cao mã số 23. Em xin đo kích thước ạ. À. Cây này tiền xếp nó hơi cao vô mấy cái thùng xốp, các cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Chiều cao nó là nó 79. Tổng khuôn tàng đâu gì là nó 72. Tán ngang 41. Được cái cây già, cây này không lỗi lầm gì hết trơn, thẹo kéo là bít hết rồi. Hoành thân ở đây là 16. Đường thân co lắc rất đẹp nè. Em mới lặt lá được, bởi vì các cô chú nhìn dàn xương dưới đùi của nó. Em bẻ như là 3D luôn đó. Cá là chuẩn cây. Cây này có con chú anh chị nào không có cây dân nhân thì cũng siêu tầm cây này về chỗ giường chơi được. Con chú anh chị nào có giao lưu thì về vô cái chậu nhỏ này thôi, chậu này chỗ này chỗ em nuôi. Mã số 23. Em xin giao lưu với giá là 1.800.000. Tiếp theo mã số 24. Được. Mã số 24 là một cây mai chiếu thủy lá lớn. Cây này thì cây nu da đen gò công. Mã số 24. Cây này cây lớn, tàn lớn. Cây mai chiếu thủy lá lớn. Cây này bộ đế nguyên cái bạch đế nó khá là đẹp. Xương đùi cũng được cũng khá to. Em xin đo kích thước ạ. À. Chiều cao là 78. Tổng khuôn tàng em đo về là nó 1m06. 1m06. Tán ngang 68. Hoành thân em đo ngay đây ạ. Hoành thân em đo ngay đây là nó 39. Cây này bạch đế đẹp. Tổng cao bạch đế em đo về là nó khoảng 97 đó. Đây nó có xa một chỗ nhưng mà em xử lý rồi. Cái thẹo dưới rễ thì không đáng kể, nó kéo thẹo rất mau. Cây mai chiếu thủy lá lớn mã số 24. Cây này tiền xếp khá cao, cây này chắc có chú chị có giao lưu thì em chắc em hàng cái khung sắt quá. Đi thùng mớp nhiều khi nó không vô nổi. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 8.600.000. Rất mong được sự ủng hộ các cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 25. Mã số 25. Được. Mã số 25 là một cây mai chiếu thủy trung nu. Cây này đẹp, tàn đẹp. Thân cũng đẹp.
thân u nè, cây này cũng già cây lắm rồi. Mã số 25, cây mai chiếu thủy trung nu. Cây này xương đùi làm rất kỹ nha các cô chú anh chị, bẻ co lắc không à. Các cô chú anh chị có giao lưu cây này thì về nuôi vài tháng là cắt kẽm ra giùm em được rồi. Mã số 25, cây mai chiếu thủy trung nu, em xin đo kích thước ạ. Chiều cao tới mặt đất là 52, tổng khuôn tạng về em đo được là nó 79, tán ngang 52, hoành thân cây này cũng khá to. Hoành thân cây này em đo ngay đây ạ, là nó 49. Được cái thì cái cây này cái thân nó hơi dẹp với các cô chú anh chị, cái bề này nó hơi dẹp, nhưng mà nhìn tổng thể cây thì khá là đẹp, mặt trước mặt sau gì cũng u nặng hết chứ. Trung nu mùa nuôi tới cỡ này thì nó cũng khá là lâu rồi, 5-6 năm nay mới được cây như vậy. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị cây mã số 25, cây trung nu với giá là 8.800.000. Tiếp theo mã số 26, mã số 26 là một cây phôi khế gân. Cây này hơn phôi chút xíu thôi, tại vì em cũng có định hình hết trơn rồi. Được cái thì cây này bộ đế rất là đẹp, cây này cũng sáng, đáng siêu tầm về nuôi chơi. Cây này có một chú anh chị về nuôi đây tới Tết là có thể cũng có trái rồi. Cây này bộ đế đẹp lắm, bộ đế nó hơn 2 gang tay của em á. Cây mã số 26, cây khế gân, em xin đo kích thước ạ. Cây này đế đẹp lắm các cô chú anh chị. Chiều cao 62, tổng khuôn tạng đo về đi là nó 59. Hoành em móc hai thân đi rồi hồi em móc loạn thân. Hai thân gì là nó 51. Một thân gì nó là 25. Tổng cái cục đế này thì các cô chú hình dung là cái chậu 4 đó, 2 gang tay mình đó là nó hết trơn cái chậu đó. Đế nè, đế cộng to không à. Cây khế gân. Mã số 26. Em xin giao lưu với giá là 1.700.000. Tiếp theo mã số 27 là một cây khế gân. Cây này cây to như các cô chú anh chị, cây khế gân này to lắm, bộ đế đẹp luôn. Cây này em biết luôn là chủ nhà nuôi tới giờ thì chắc cũng cả 20 năm rồi đó. Cây khế gân mã số 27, cây này lúc trước nằm chậu rồi sau này chú đó chú mới xuống cái bồn. Cây này em bứng rồi, cũng có lên chậu xuống chậu cũng 2-3 lần rồi. Mã số 27, cây khế gân. Dạ em xin đo kích thước ạ. Cây này thì các cô chú anh chị nào có cái nhà to hay gì đó thì siêu tầm cây này về để cho con hoa trái chơi. Chiều cao nó là 1m4. Tán ngang nó 68. Cây này bộ đế đẹp, hoành thân cũng đẹp, khế mà nuôi tới cỡ này nó cũng hơi hiếm. Hoành thân em đo ngay đây là nó 39. Xuống xích dưới này chút xíu nữa là nó 60. Nguyên bộ đế đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Nguyên bộ đế này là nó cỡ một cây thước dây này đó. Nếu tính vậy á. Tai đùi thì cái tai đùi cây này thì người ta nuôi là nó bằng cái cây con của người ta bán. Cái đùi nó tới 10 mấy rồi. Cái chi số 1 em đo về là nó 16. Cây này các cô chú anh chị nào có đựng gấp chơi thì về giật nữa lại nó thì nó xương đùi là chi dương không à. Cây này đùi rất đẹp luôn. Cây này cây lớn chưa dụ à. Ở bên này để em chia sẻ cho các ông chú anh chị, hồi đầu xưa là nó bị cái bẹp dừa nó gớt xuống nó táp da này nè. Thì cây có sao mới nói vậy, nhưng mà nó đã sần rồi, khế thì nó cũng rất là mau kéo thẹo. Cây khế gân mã số 27. Cây này các ông chú anh chị có giao lưu chắc em hẹn cái khung sắt. Cái này giao lưu đi xe tải không được. Em xin giao lưu với giá là 7.500.000. Thì xếp cây này cho cũng cả triệu bạc rồi. Rồi. Tiếp theo mã số 28. Không được. Rồi. Mã số 28 là em có một cây ngâu hoa vàng. Cây này tại làm sao vậy, sao này đến hồi em chia sẻ cho các cô chú anh chị. Cây ngâu hoa vàng. Cây ngâu hoa vàng. Mã số 28. Cây này rất là hiếm làm được cái cây lùn. Tại vì cây này nếu mà các cô chú anh chị hình dung nuôi được cái cây bé lớn này nó cỡ 40-50 năm rồi.
cũng ít có ai làm công nghiệp được lắm. Cây ngô ba vàng, hoa vàng mã số 28. Em xin đo kích thước ạ. Cây này nó như cái bút măng vậy đó. Chiều cao tới đây em đo là nó 43. Tán ngang em hảo hảo vậy thôi là nó 70. Ngô thì hiếm có cây hoành lớn mà nó lùng được gì lắm. Tay chặt lùng nữa thì cái thẹo cho nó cũng chấp nhận được. Hoành thân ngay đây là nó 66. Được cây thân nó nuôi. Em mới chặt đọt là em nuôi lại đây. Hai cái mầm đây thì thẹo bây giờ nó kéo rất mạnh nè. Thẹo nó kéo nó bo tròn hết trơn nè. Là nó không một bể nữa. Chi đùi có sẵn. Nhưng mà mặt sau cây này thì nó bị lỗ ở đây, nhưng mà em khiều vô tới đây là nó xanh nè, nó không mục thêm nữa. Thì nó sần thôi. Cái phôi ngâu hoa vàng mã số 28. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 3.500.000. Những cây này nếu mà làm được cây bonsai thì khá là đẹp, hiếm có cây lùng lắm các cô chú anh chị ơi. Tiếp theo em còn một cây, cây này là cây cú liếc ngày hôm nay của em. Một cây si búp hồng. Cây này thì đặt cây. Bộ đế đẹp, bộ đế nằm nguyên vô cái chậu này, chậu này, chậu 7, chậu 8. Cây si búp hồng. Cây này thẹo âm thân thì không nhiều luôn, chỉ thẹo đầu cành thôi. Bộ đế rất đặc luôn, em chưa khai thác nhưng dưới này còn bộ đế nhiều lắm. Bộ đế đẹp, bộ đế đặc luôn. Cây không thẹo dít bự. Cây này rất khỏe, đang đâm mầm rất nhiều nữa các cô chú anh chị. Cây này các cô chú anh chị có dâu luôn thì về cắt lùng xuống nữa cũng được nữa. Dạ em xin đo kích thước ạ. Chiều cao tới đây là nó 63. Ngang gì em đo hào hào gì 34. Cái hoành thân em đo trên eo này đi. Trên eo này là 73. Nhưng mà cây này đặc lắm. Không thẹo dít gì nhiều luôn. Hoành đế ngay đây là nó là 101 rồi nè. Xích dưới nó chắc cỡ 150 đó. Cỡ 170 đó. Nguyên cái bầu này nè. Em đo tới đây là nó 150 nè. Còn 2 gân mấy nữa. 3. 2 gân rưỡi nè. Nguyên bầu này cỡ 108 đó. Cây si búp hồng mã số 29. Cây này hơi nặng. Các cô chú anh chị thông cảm nhiều mẹ. Cây này tiền xếp trong gần có triệu bạc mẹ nó rồi. Em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 3.200.000. Kéo thẹo rất mạnh luôn. Dạ, cây số 29, cây gừa mã số 29 cũng là cây cú liếp ngày hôm nay của em. Rất mong các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Rất cảm ơn kênh RLTK đã truyền tải thông tin đến các cô chú anh chị. Dạ, em xin chào ạ.